hai bàn. Hai bàn. Hai bàn. Hai bàn. Ừ, hai bàn là 20. Không, phải 20 bàn hay hai bàn. Đấy, đây là món nước mía Thái Lan. 20 bạt, 2 chai, 10 bạt 1 chai. Ăn đi. Tôi chuẩn bị đi ăn quán vỉa hè Thái Lan. Hôm nào mua về cho lắm ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn, đây, ăn nhá. Ủa cá gì đấy, cá. Như vậy ăn cái gì gọi? Phải gọi đi. Bắp như kem mút Việt Nam. Menu. Menu 80 bạt. Nói xem. Đây đang đi mua đồ ăn, không biết ăn. Tí gọi thì cái món nòng rán hay nòng chiên gì đây. Ớt đập hay xe này. Đấy, chuẩn bị ngồi ăn vỉa hè. Bia. Ba, hai chai. Ba, ba. Ba, ba. Đấy, bây giờ là 4:24 bắt đầu. 4:24 bắt đầu mới được ăn này. Đúng là bụi. Đấy nha. Vào cho một chai của mình vào đi. Đấy. Đấy, à. Chụp hộ cho người kìa. À. Yeah, thank you. Cảm ơn. À kia có phải cái gì nhỉ? Dùng từ Việt Nam cảm ơn. Đấy, đây là món gỏi tôm này, rau muống xào này, lộn. Có nhiều đấy, 3-4 người 3 chai bia. Chai bia này gần 1 lít rồi. Không biết có hết nổi không? Lít chai ấy. Món ăn này cay đó. Ăn con này đi. Ăn đôi mà. Chấm cái này ngon lắm. Em đi. Sau mấy phút ăn chả còn cái gì, mặc dù rất hơi cay mà vẫn còn đang muốn gọi thêm đây. Bây giờ là 16:42 đấy, giờ mới được ăn cơm trưa đấy. Kem đây này, có món kem cái làm thì được biết. Ơ, chú là người Việt Nam luôn à? Rất là vui khi gặp được một chú người Việt Nam. Đấy, đồ chú. Đấy, mấy đồ bếp được. Chắc chú đi từ những sau năm 75 đấy à? Chú à, còn sống lâu chưa? Gần 20 năm rồi, thế thì chỉ đi những năm 90 à? Chợ đêm nào đẹp nhất? À, từ đấy mà. Gần đây thôi á. Xin lỗi đấy. Đây là chú người Việt Nam, người Việt Nam ở, sống ở Nghệ An đúng không? Ở quê ở Nghệ An. Quê ở Nghệ An đã này. Sống ở đây. Mua mấy cái đây? Mua hai cái. Hai cái vì hai chị em không ăn. 40 bạt. Sao lại cần ba cái đây? Không, hai cái 40 bạt là trả lại cho anh 60 bạt. Lần đầu tiên sang du lịch Thái Lan. Thế bác có hay về quê không? Có, không về. Đây có thằng con làm bên du lịch Thái Lan. Rẻ lắm. Đi một lần đến là cả đi về 5 triệu một người. Đi về Việt Nam cái gì? Ờ, đi Việt Nam. Lấy thôi và lấy mấy đó. Cần mà cần cần đi đâu mua gì thì bà cho mà mua. Đấy này gặp ngay một chú Việt kiều. Đấy gọi đúng, nó đúng gọi là Việt kiều. Kiều à. Cái tiền này nó gọi tiền polymer. Polymer đấy. Chú vừa bảo cái chợ đen cái gì nhỉ? Xin lỗi. Ba. Cháu chào chú nha. Vâng, gặp lắm nha. Cháu đi thẳng đây. Đấy, gặp được người Việt Nam ở bên Thái mà lại ở sinh sống ở đây là rất là vui. Chú mới quay cho con để đưa khách đến đây. Con chú nó ở Việt Nam hay ở đâu? Đấy, ở đây hết ăn chưa? 25 là tiếng Thái thôi rồi. Chú ơi, ở Thái có việc gì làm không? Có. Con Thái thì làm được gì? Thái thì làm Thái. Làm cửa. Đây là, đấy, quay cho con quay. Cháu còn tiêu chuẩn. Đây là.
Đây là dưa nó xoạt, nó hòa bên 30 cái. Hòa ba rồi á? Chú Việt kiều Việt Nam ở Thái Lan 25. Chú nó xoay mấy? Đây, ngay đây này. Ngay đây đây. Đây là đây là Salom Silom. Salom Silom này xoay cái gì ấy nhỉ? Xoay cái một. Fushima. Fushima. Con này tôi hay quay với cả đấy. Fushima xoay cái tiếp. Vâng vâng. Ăn được đấy đấy. Đây chú Việt Kiều, rất vui gặp chú Việt Kiều người Việt sinh sống và làm việc tại Bangkok Thái Lan đang bán hàng kem. Đây đây là một tay của chú. Thế là chú ở đây là chú lâu rồi nhỉ? 20 năm. 20 năm. Đấy, ăn lo rồi giờ kêu bảo không đi được nữa này. Điều không? Đấy. Mặt phơi phới ấy. 800 bạc. 87. Pin pin pin. 8756 560. Mẹ hết 800.000 bây giờ bắt đầy hóa đơn là thành cả 802. Cứ chịu chết rồi. Không lại thì là 802. Ai tôm. Chứ thì nó đéo biết thì còn đòi. Đấy. Thế bao nhiêu là 802 à? Đấy, ăn xong rồi phê rồi bắt đầu hồi nhảy múa này. Hai chị em này mặt đỏ phừng phừng này. Đang đi bộ King Tour Maha Lakhon. Đấy, khách sạn King Tour. Mấy chị em đang mua hoa quả. Đấy, tòa nhà hình xếp hình. Rất cao. Đây là sảnh trung tâm thương mại, khách sạn gì phần điện hay sao đấy. Trên thế giới có một quả BMW thì làm bản điện hay sao. Đi bộ thông dong trên đường phố Thái Lan đang say dạng uống cái chai bia bọ. Đi bộ qua đường trên cao. Đây, có cây này giống cây hoa ban nhưng không phải hoa ban. Đó, nhìn đẹp chưa? Gió mát nhỉ? Đấy, thành phố Bangkok, thủ đô Bangkok. Đây là đường đi bộ qua đường Bangkok thì rất là rộng. Hai chị em đang đi qua đường. Nhìn Bangkok rất là hiện đại. Chung là sạch sẽ. Mong rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng bắt kịp trong tương lai gần. Đấy, đây là đường phố Bangkok. Tắc đường cũng rất là nhiều. Đây đang dừng đèn đỏ. Dài gọi là miên man. Rất nhiều tòa nhà chọc trời. Đang đường úi rồi phóng kinh à. Đây hai chị em này đấy, hai chị em đang ngắm phố phường ở Bangkok này. Đi Bangkok thấy thế nào? Đến đường cũng rất là đây, đặc sản cũng là đông xe. Đang đi bộ đường phố Bangkok. Đây là đường đi bộ trên cao của Thái Lan này, đi bộ rồi tàu điện này, các thể loại rất là cao luôn, mấy tầng luôn. Đây, quán ăn vặt. Đang đi bộ. Không đi phố, đi bộ. Đây. Đi lanh quanh vòng. Đang đi bộ trên đường phố Bangkok.
mình đang đi bộ. Mình phải có tí hình không lại không có. Một điểm rất tuyệt là đường và vỉa hè của Thái là rất là sạch sẽ này. Các bạn nhìn không có một, gần như không có rác, có lá cây hay là rác gì bừa bãi nữa cả. Đấy. Đây là chuẩn bị đến khu chợ đêm Thái Lan. Patong. Welcome to chợ đêm Thái Lan. Nào, để mình chụp cả đi. Ra à, Hiền. Ra Hiền. Bố mẹ đứng. Đấy, nhờ một em gái Tây trắng trẻo cao ráo chụp bộ ảnh. Đây này, chợ đêm Thái Lan nào thì mít, măng cầu, bưởi, dừa, nhiều lắm. Đây là chợ đêm Thái Lan. Đây là nhà vua Thái Lan bây giờ này. Là phố massage. Đấy, ngồi chào khách. Đây là khu vực đi bộ ẩm thực. Đang mặc cả để mua xe túc túc đồ chơi. Rất là nhiều đồ lưu niệm toàn bằng voi bằng gỗ, các con vật mèo. Rất nhiều đồ. Xem có mua đồ lưu niệm gì không? Chọn em nào không? À chưa? River show à? Bát toàn chợ đêm. Chỗ này là có rất nhiều thể loại nha. Có chuyên đi mời chào sách sâu này. Này chuyên đi. Đang đi mời chào xem sâu, sách sâu, River show. Chiều xuất lấy tiếp tục lấy chưa thêm gì. Khu chợ đêm rất đông. Sâu. Chưa gì lại bắt đầu đến ăn rồi. Tôm hùm à? Cá hùm. Cái đêm Việt Nam mình yêu gì? Việt Nam mình không làm có những thứ gì đâu, bố à. Đấy, kì. Đây, này, này, tôi bảo sang rồi là không muốn về nữa này. Muốn ở đây nhặt rác để cũng được này. Nhặt rác cũng được. Rác làm gì có hả nhỉ? Thật, nhìn đường nó thế này, rác ở đâu ra. Vẫn tiếp tục đi bộ. Hai chị em cho người sẽ ăn xin. Đang đi bộ. Lâu chỉ là đang đi bộ. Tiền đây này, toàn 25 bạt mới 10 bạt. À, rất nhiều món ăn. Ở đấy, ra tiếng Việt ngay à? Không, nước mực 3 tiền chị. 10 này.
Mày ăn cái gì thì gọi đi. Để cho. Thế gọi cho người Việt Nam. Ở đây cho nó mát đi. Đấy là tụ người ăn xin rất nhiều vô gia cư. Vừa ăn hủ tiếu ở Thái xong. Anh biết hết cả mặt tiền của anh. Anh biết là 10% thì biết rồi. Em chưa biết. Phố đêm Bangkok. Đây được đi rồi. Đi bộ ở bên này mà không đi đúng là đâm cho lòi phèo. Mạnh chúng mày đi thế à? Đến chỗ ăn vặt. Ăn đêm. Quán rất là đông. Đang châu trực. Thì lúc trừ nhiều người ăn là ít người. Lúc đấy họ chưa đi ăn. Không biết tiếng Thái phải không em? Được không? Dạ, em gái này làm rất là có tầm 20 triệu bao luôn. Rất là đông quán, đông quán vỉa hè. Cái gì nhỉ? Quán rất đông. Quán là tấp nập. Không hết được. Món cá lướng muối à? Đang chèm gió với ông Trung Quốc. Món này là dã cua sống để làm lộn. Ghê không dám ăn nào. Hai anh em đang đứng đợi đồ mua về cầm ăn cho nó đỡ. Đấy, đã chuẩn bị xong. Chú hóa đơn. Đấy. Giờ công nhân đi làm về này. Rất là tối. Rất nhiều. Làm về rất muộn. Hai anh em vừa mua đồ ăn sẵn về. Hơn triệu. Đã về tới khu quốc gia Fujama. Chắc lên thử nhìn nha. Không có làm sao lên được. Hả? Excuse me. Cậu biết nói đây này. Đây là một anh người Nam Quốc kia cả nhau. Vâng, là người bố là người Campuchia. Ok, thank you, thank you. See you there. Đấy, mình cần biết tiếng đâu. Ừ. Chị kiểu chỗ hả? Được rồi, anh Tây là đang... Ôi giời, ôi giời. Sau một ngày đi mệt nhọc bây giờ là... Yeah.